Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ứng dụng Base Overtime. Video này dành cho những ai? Video này dành cho những doanh nghiệp đang có tính thời gian tăng ca cho nhân viên của mình. Vậy thì khi nào chúng ta cần tăng ca? Thứ nhất là khối lượng công việc của chúng ta lớn hơn cái thời gian làm việc thực tế mà chúng ta có. Thứ hai, đó là một số nhân viên muốn có được nhiều kết quả và thể hiện được mình nhiều hơn, họ sẽ tăng ca. Thứ ba, đó là hiệu suất làm việc của nhân viên yếu hơn và nhỏ hơn thời gian thực sự mà họ có, dẫn đến là họ phải tăng thời gian làm việc để có thể hoàn thành được công việc mà lãnh đạo ở phía trên giao xuống. Vậy làm sao để chúng ta có thể quản lý tăng ca hiệu quả? Có phải nhân viên cứ ở lại làm muộn, chấm công ra lúc nào thì chúng ta sẽ tính bấy nhiêu giờ tăng ca hay không? Tôi nghĩ là không nhiều doanh nghiệp tính theo cách này. Cách thứ hai mà nhiều doanh nghiệp đang sử dụng đó là nhân viên sẽ gửi một đề xuất tăng ca hoặc là nhắn tin tăng ca cho CNB hoặc là cho sếp, và cuối tháng người CNB sẽ tổng hợp số giờ tăng ca của nhân viên. Tuy nhiên, với phương pháp này sẽ còn nhiều hạn chế. Thứ nhất là vẫn đang làm bằng thủ công và thông tin đang bị rời rạc ở nhiều nơi. Thay vì thế, Base Overtime cho phép chúng ta thiết lập nhiều mẫu đề xuất tăng ca ở trên phần mềm, có thể là chia theo loại tăng ca ngày thường, tăng ca ngày lễ hoặc là tăng ca ngày nghỉ. Và trong từng mẫu tăng ca này, chúng ta có thể ghi rõ quy định một ngày cần phải làm bao nhiêu giờ và một tháng làm tối đa là bao nhiêu giờ. Phần mềm tăng ca sẽ kết nối với phần mềm chấm công để ghi nhận dữ liệu chấm công thực tế của người nhân viên. Tuy nhiên thì trước khi mà người nhân viên tăng ca, họ sẽ phải gửi đề xuất cho người quản lý trực tiếp thực hiện hoạt động duyệt. Nếu mà người quản lý trực tiếp duyệt thì họ mới được ghi nhận hoạt động tăng ca. Một điểm thứ ba và khác biệt trong thực tế đó là khi một người nhân viên đã gửi đề xuất tăng ca, đã được quản lý duyệt và đã thực hiện tăng ca thì sẽ có một đối tượng thứ ba, đó là người xác nhận. Người này sẽ đối chiếu xem thực tế công việc của người nhân viên đó làm có đúng số giờ so với người đấy đã đặt ra hay không, có thể là lớn hơn hoặc có thể là nhỏ hơn, thì người xác nhận sẽ là người điều chỉnh. Sau khi dữ liệu tăng ca của người nhân viên đã chính xác, sau khi người xác nhận thực hiện hành động xác nhận, tất cả dữ liệu này sẽ được đổ về payroll để dùng tính ra lương theo các quy định của nhà nước. Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu một số lợi ích của Base Overtime, bao gồm tạo ra các mẫu đề xuất tăng ca và lưu trữ quy định, tiếp theo đó là duyệt đề xuất tăng ca, xác nhận đề xuất tăng ca và cuối cùng là link dữ liệu lên payroll. Bây giờ để anh chị có thể hiểu rõ hơn về phần mềm Base Overtime, chúng ta hãy cùng truy cập vào hệ thống. Để truy cập vào phần mềm tăng ca của Base, đầu tiên các anh chị sẽ chọn overtime.base.vn. Khi truy cập vào đây thì các anh chị sẽ thấy được tất cả các mẫu đề xuất tăng ca của công ty mình, những đề xuất mà anh chị là người gửi đi hoặc là những đề xuất mà anh chị là người duyệt. Thì nó sẽ chia thành một số loại như sau. Thứ nhất là những loại đang chờ duyệt, có nghĩa là mình đang gửi đề xuất đi để xin phép tăng ca và đang ở trong trạng thái chờ duyệt. Loại tiếp theo là đã xác nhận, là những đề xuất mà chúng ta đã gửi đi, đã được duyệt và đã được xác nhận cái số giờ tăng ca của chúng ta. Ví dụ click đây thì tôi có thể theo dõi được là tổng số giờ tăng ca của tôi trong tháng vừa rồi và tổng số giờ tăng ca trong năm. Và ở đây nó sẽ hiển thị ra số giờ tăng ca của cái mẫu đề xuất tăng ca này dựa vào cái thời gian check-in và check-out của tôi. Ngoài ra thì trong một mẫu này chúng ta cũng có thể tương tác và trao đổi thảo luận với người duyệt, người xác nhận của chúng ta để xác nhận cho đúng cái thời gian mà chúng ta đã tăng ca. Loại tiếp theo thì là loại đã phê duyệt. Loại này thì là lúc mà chúng ta gửi đề xuất và đã được quản lý duyệt, nhưng mà loại này vẫn chưa được xác nhận, có nghĩa là giờ tăng ca của chúng ta vẫn đang chờ xác nhận. Và loại cuối cùng đó là loại đã hủy bỏ, nghĩa là chúng ta gửi đề xuất tăng ca nhưng mà vì một lý do gì đó mà người quản lý chưa duyệt. Thì trong xuyên suốt các video sắp tới, anh chị sẽ được tìm hiểu về cách để chúng ta có thể tạo một cái mẫu đề xuất tăng ca như là tăng ca ngày thường, tăng ca ngày lễ hoặc là tăng ca ngày nghỉ, và cài đặt hệ số tăng ca cho từng mẫu đề xuất tăng ca đó, cũng như là chúng ta sẽ được hướng dẫn về cách là chuyển cái dữ liệu giờ tăng ca lên trên payroll để tính ra lương. Thì các anh chị sẽ được theo dõi ở xuyên suốt các video sắp tới. Vậy là vừa rồi, anh chị và tất cả các bạn đã được tìm hiểu về lợi ích cũng như là giao diện của phần mềm Base Overtime. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập một mẫu đề xuất tăng ca. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.